Chào một các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Đại Ca đây. Và hôm nay chúng ta sẽ học về một khóa học phần mới mà mình mới tạo ra từ năm 2021 này. Đó chính là khóa học phần tự học Python nha. Thì nếu các bạn thích video này thì các bạn nhớ nhấn một share, like, subscribe. Và các bạn nhớ nhận xét ở dưới phần mô tả đó là mình làm theo yêu cầu của các bạn nha. Giờ bắt đầu nè. Thì bài hôm nay ấy, chúng ta sẽ học vừa bài 1 của phần tự học Python. Đó cũng là bài đầu tiên, vừa bài đầu tiên của cái series tự học Python này. Thì hồi trước thì mình đã quay nhiều video vừa lập trên Scratch đúng không? Nên giờ mình chỉ làm vừa Python, ngôn ngữ lập trình mới hiện nay người ta đang dùng rất nhiều. Thì giờ bắt đầu nha. Thì tôi mình sẽ nói các bạn đôi chút và giới thiệu về Python là gì nha. Thì Python là một ngôn ngữ lập trình giúp chúng ta có thể tạo ra những chương trình mà chúng ta muốn như trò chơi, phần mềm giáo dục và vân vân, giống như là cái phần viền PowerPoint mà mình nên dùng đây để mà mình tạo ra cái này để mình thuyết trình. Thì nó cũng là một cái phần mềm do người ta lập trình ra bởi ngôn ngữ nào đó. Thì Python chúng ta cũng có thể sử dụng Python để tạo ra cái phần mềm như vậy để thuyết trình được, hoặc là tạo ra những trò chơi mà chúng ta đang hay chơi giống như Minecraft, Roblox. Rồi thì Python ấy đặc biệt là hiện đang là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên toàn thế giới. Thì các bạn biết điều đó, Python ấy hiện giờ ấy đang dùng cực kỳ phổ biến luôn, do kiểu nó lập trình dễ hiểu ấy hay gì đó. Thì chúng ta sẽ đi đến cái lý do là bởi vì khi lập trình Python, bạn có thể tạo ra chương trình mà nó có thể làm được rất nhiều việc mà chẳng cần gõ nhiều vậy đâu. Thì đúng rồi, thì mấy cái từ ngữ lập trình Python ấy nó kiểu nó ngắn gọn lại, chúng ta chỉ có cần gửi chút xíu không để nó cũng làm được rất nhiều việc mà nó cũng dễ hiểu nữa, nên nó rất là dễ đối với lập trình. Thì rất nhiều các công ty tổ chức lớn như là Google, NASA và YouTube cùng dùng Python để lập trình. Giống như những tổ chức công ty tổ chức lớn ấy, như Google ấy, giống như Google nó có cái phần YouTube để xem video đồ ấy, là nó cũng dùng Python để lập trình là update. Và NASA cũng vậy, khu đội nghiên cứu khoa học đỡ sao ta làm phi hành gia đó cũng làm dùng Python lập trình. Thì bạn có thể dùng Python để điều khiển các thiết bị máy móc phục vụ sở thích, ví dụ như Burbuser, Microbit, Arduino hoặc Raspberry Pi và vân vân. Thì nếu các bạn biết mấy cái máy móc phục vụ sở thích này, máy móc này thì đây, Burbuser Microbit. Các bạn thấy cái màn hình nền dưới đó, nó có Microbit đấy. Và còn phần Arduino cũng là một cái bộ máy móc lắp ráp giống như của mình cũng có một cái ở trên kia. Và Raspberry Pi và vân vân. Đây, thì chúng ta đã biết đôi chút vừa giới thiệu vừa phải thôi là đúng không? Giờ chúng ta sẽ tới phần Python, phần khoa học này. Thì bạn sẽ được học gì trong phần tự học Python này? Thì rất đơn giản. Thì trong cái phần khoa học này mình tạo ra ấy, thì sẽ giúp các bạn có thể hiểu được Python, giúp các bạn biết được cách sử dụng Python trong nhiều loại dự án, từ viết chương trình đầu tiên cho tới các chương trình, dự án hay trò chơi gì đó do chính các bạn tạo ra. Đấy, thì mình cũng đã từng tạo ra một cái mơ cung rồi.
thì nó cũng do chính mình làm, cũng tự làm vui lắm. Rồi, thì bài học đến đây để kết thúc. Thì về bài này chúng ta để học được Python là gì rồi. Thì hẹn gặp các bạn về. Thì các bạn nhớ like, share, subscribe. Và các bạn nhớ nhận xét ở dưới phần mô tả để mà làm theo yêu cầu các bạn và có thêm nỗ lực để mà mình làm thêm video mới hơn nha. Thì hẹn gặp các bạn vào bài sau nhé. Cô quay camera nãy không?